Xin kính chào toàn thể bà con nhé. Và tôi đang quay video trực tiếp này tại tổng kho thiết bị Hồng Phúc này. Đơn hàng ngày hôm nay là đi Kỳ Anh, Hà Tĩnh này, Thanh Chương, Nghệ An này, Diễn Châu, và đi 4 địa điểm ạ. Can Lộc, Hà Tĩnh nữa. Bà con ai có nhu cầu về thiết bị chăn nuôi nhé, cứ liên hệ tổng kho Hồng Phúc nhé. Xe lớn xe bé lúc nào cũng sẽ kín hàng để đi giao cho bà con này. Tổng kho thiết bị Hồng Phúc ạ, địa chỉ tại Hiệu Chân, Tuân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Các máng cũng phải tháo ra để tiết kiệm diện tích tối đa này, để có thể chứa được hết cái số lượng hàng. Có một cái quạt 60 nữa cho lên, còn chỗ thì cho không thôi. Từ từ, anh Tấn thử hỏi cho anh xem 3 file 1 file chưa. Rất chi là nhiều sản phẩm nhé, đang có tại kho hàng của Hồng Phúc. Quạt hút công nghiệp, tấm nằm mát, bạt chống nóng chuồng trại, lưới inox, máng ăn tự động. Thưa bà con, rất chi là nhiều luôn ạ. Đây này, bạt lấy sáng này. Đây là các khổ bạt lấy sáng này. Em đây. Alo. Đâu không? Hay mạnh đi cô. Rất là nhiều sản phẩm nhé. Có sẵn tại kho hàng thôi. Bà con ai có nhu cầu về quạt hút, tấm nằm mát, thiết bị trang trại này, vui lòng liên hệ trực tiếp tới tổng kho thiết bị Hồng Phúc có địa chỉ tại Hiệu Chân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Điện thoại 0973 143 996 và 096 235 1138. Tất cả các thiết bị chăn nuôi dành cho lợn, gà, ngan, vịt chúng tôi đều có đầy đủ nhé. Phục vụ bà con tận tình, nhiệt tình, chu đáo, bảo hành, bảo trì, hướng dẫn tận tình nhé. Cảm ơn bà con. Chúc bà con vào năm chăn nuôi kinh doanh buôn bán thuận lợi. Có nhu cầu về thiết bị cứ liên hệ tổng kho Hồng Phúc ạ. Xin chân thành cảm ơn nhé.